Đây, đây là tinh linh dã thú. Tinh linh dã thú à? Tinh linh dã thú. Ui nhưng mà mỡ có hai thần chiến kích nên là tinh linh dã thú này không ăn thua. Ui dồi ôi, tinh linh dã thú này không ăn thua. Ui mỡ đông lắm anh em ạ. Mỡ là có chó này, có thực thể này, rồi thì lại còn có cả triệu hồi của gian. Ui ôi, sở thú anh em ơi. Rồi đông quá anh em ạ. Ôi rồi ôi, tầm này là đi bội đến từ tinh linh dã thú rồi. Rồi ôi, 33 máu. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tốt Mỡ. Lâu lắm rồi chúng ta không sờ vào cờ quạt anh em nhỉ. Dạo này thì Mỡ tương đối bận nhưng mà Mỡ vẫn đang cố gắng dành thời gian để mà chơi lại cờ. Bởi vì meta cờ hiện tại đang có rất nhiều những cái sự thay đổi. Thứ nhất là đổi về chỉ huy này. Cái thứ hai là một loạt những cái cộng hưởng mới, những cái bộ cờ mới và kèm theo đó là tăng giảm sức mạnh của những cái bộ cờ đang có đã cập bến ở trong cái tựa game quên mất trong cái chế độ chơi Magic Chess của cái tựa game Mobile Legends này rồi. Vì thế cho nên là ngày hôm nay Mỡ sẽ dần dần cố gắng chơi lại cờ một chút xíu. Thì hy vọng rằng những cái video clip này của Mỡ sẽ được anh em đón nhận ha. Rồi thì ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái bộ cờ mà nó vừa cũ nhưng lại vừa mới và nó được tăng sức mạnh ở meta cờ hiện tại, đó chính là bộ cờ đấu sĩ. Thì nếu anh em nào mà có đọc cái trailer thì anh em đều biết được rằng cái bộ cờ đấu sĩ bây giờ con Freya nó chỉ cần lên 2 thôi nó khỏe kinh khủng khiếp. Khả năng hút máu của nó cực kỳ tởm. Đấy. Và úi Mỡ lấy được cái tốc biến cho Freya anh em này. Anh em nào hiểu cái cơ chế của cái tốc biến không? Cơ chế của cái tốc biến đó chính là nó sẽ tốc biến ra đằng sau của úi từ anh em ơi, từ để Mỡ chắc là Mỡ sẽ chia sẻ với con Fanny trước đi nhá. Chúng ta nói chuyện về con Fanny trước bởi vì cái con Fanny đến từ cái điểm skill bar này nó cũng đã được thay đổi. Đó chính là bây giờ cái con Fanny nhá, nếu như anh em nào mà chưa chơi điểm skill 3 của con Fanny này này thì nó sẽ có 3 tầng để nâng cấp như anh em có thể đang nhìn thấy. Hình như là 4 tầng hay sao ấy, bởi vì Mỡ vừa mới ném một cái con rát vào xong rồi. Đấy, thì khi mà anh em cứ ném một cái tầng để anh em nâng cấp cái bệ phóng của Fanny ấy, thì anh em sẽ được refund lại tiền và cộng thêm được một cái lượng vàng nhất định. Và có đó sẽ giúp cho anh em có được thêm vàng đến từ cái con Fanny này, được chưa? Và dĩ nhiên anh em sẽ cần phải đi tìm những cái con cờ chỉ định để mà ném vào. Ví dụ như là Mỡ đang chuẩn bị lên cấp 2 thì Mỡ sẽ cần phải có cho mình đó là cái con Cyclops. Được chưa? Đấy chính là cái con Fanny. Thì cái bệ phóng này khi mà nó hoàn thành thì nó sẽ cho anh em để một cái con cờ trong cái bệ phóng đó. Và vào trong lượt đấu thì cái con cờ đó nó sẽ được đưa vào trong bàn cờ của anh em. Cái cộng hưởng của con cờ đấy nó sẽ được giữ nguyên và nó sẽ được tăng máu lên. Đó là cái điểm tài năng của con Fanny. Đấy, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến những cái điểm đầu tiên nhá. Bởi vì Mỡ nghĩ là chắc là trong mỗi video clip Mỡ sẽ chỉ chia sẻ về cái cộng hưởng của cái bộ cờ mà Mỡ đang chơi mà thôi. Rồi tiếp đến là cái con Freya cầm cái tốc biến. Thì bây giờ cái tốc biến này nó rất là hay. Nó sẽ ngay lập tức tốc biến đến cái điểm cuối cùng của cái bên phía, tức là đấy anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ, nó sẽ tốc biến đến cái điểm cuối cùng của bên phía bàn cờ của team bạn. Anh em muốn nó tốc biến đến đâu thì anh em để nó ở cái vị trí tương ứng thì nó sẽ tốc biến đến cái vị trí cuối cùng. Đấy, và khi tốc biến đến thì cái con cờ được cầm cái tốc biến này nó sẽ tăng mạnh tốc độ tấn công để mà tích lũy được cái lượng mana. Thì ở trong trận đấu này Mỡ sẽ đưa cho cái con Freya của Mỡ cái tốc biến để mà nó tốc biến ra đằng sau để dùng skill để kết liễu đi được team bạn. Thế nhưng mà cái round này thì Mỡ lại gặp cái bộ tinh linh dã thú nó cứng quá, cho nên chém không vào máu anh em ạ. Đó là cái điều đầu tiên mà anh em cần phải lưu ý. Rồi thì bây giờ quay trở lại nhá, thì ở meta cờ hiện tại bộ cờ đấu sĩ nó đã được tăng sức mạnh rồi. Và bây giờ đấu sĩ thì đi với bộ nào? Đấu sĩ bây giờ thì đi với cả bộ triệu hồi anh em ạ. Ngày xưa thì Mỡ nhớ không nhầm là bộ triệu hồi này nó cũng ra một lần với cả cái con rát rồi. Đấy, nhưng mà có một cái thời điểm là rát bị xóa khỏi cái Magic Chess. Thì bây giờ rát đã được quay trở lại anh em nhá. Thì bộ cờ triệu hồi bao gồm 4 con. Đó chính là Zaz, là Poponen Koopa, Ngộ Không và kèm theo đó là Vạch Sana. Đó anh em đã hiểu chưa ạ? Đấy thì bốn cái con cờ đó thì nó sẽ tạo thành bộ triệu hồi. Thì bộ triệu hồi cái cộng hưởng của nó là gì? Bộ triệu hồi của nó là cái cơ chế của nó giống như là bộ kỷ nguyên vậy. Bởi vì ở meta hiện tại là đã không còn bộ kỷ nguyên nữa rồi. Bộ kỷ nguyên anh em nhớ những cái con từ nào không? Đó là Zorhead, đó là Brody, Natalia. Và kèm theo đó là cái vị tướng gì ạ? Zorhead, Brody, Natalia và God. Đấy, đấy là bộ kỷ nguyên. Thì bộ kỷ nguyên ở meta này đã xóa đi rồi và nó thay bằng bộ triệu hồi.
thì bộ triệu hồi nó sẽ có cái cơ chế đó, chính là nó sẽ cường hóa sức mạnh của bộ triệu hồi, và kèm theo đó là nó sẽ cho anh em một cái con triệu hồi ngẫu nhiên trong số 4 con khỉ, Vexana, Opponent Koopa và Zaz. Đó là những cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Đấy, vì thế cho nên là cái bộ triệu hồi thì nó chỉ có duy nhất một mình con Zaz là 1 sao mà thôi. Còn lại những cái con như là con Opponent Koopa sẽ là 3, Zaz là 1 vàng nữa nhầm. Popon Koopa sẽ là 3 vàng, Vexana sẽ là 4 vàng, Ngộ Không sẽ là 5 vàng. Đó. Tỷ lệ ra thì hình như cũng là ngẫu nhiên thì phải, mà không rõ lắm về cái bộ triệu hồi này bởi vì cái tỷ lệ nó không ghi rõ. Đấy, ok. Rồi thì trận đấu này là chúng ta sẽ chơi bộ gì anh em? Đó chính là đấu sĩ triệu hồi và phương Bắc. Đấy. Cái bộ này về cơ bản nó là cái bộ khá là cơ bản, nhưng bởi vì ở meta hiện tại cái con Freya nó đang rất là mạnh. Đấy, cho nên là mỡ cũng sẽ gọi là thử xem nhá. Mỡ thử xem cái bộ này nó sẽ như thế nào. Còn thì trong thời gian tới khi mà mỡ làm được thêm nhiều video clip về cờ thì mỡ sẽ mang đến cho anh em tổng quan về những cái bộ cờ mạnh ở meta cờ hiện tại trong tựa game Mobile Legends này. Rồi ok. Ui. Ngoại ông ảo ví OLED này, ông ý mới có round này ông ý đã cầm con Freya 3 không ạ? Vãi hò thật. Rồi ok, trận đấu này thì mỡ hơi xui nhở. Mỡ mãi vẫn chưa kích được cho mình đó chính là cái cộng hưởng của con Fanny ở cấp 2. Mỡ chưa tìm được cái con Cyclops. Đấy, nói chung là chơi cái con Fanny cũng hên xui lắm anh em ạ. Anh em đỏ thì anh em có thể gọi là tìm được cho mình đó là cái con cờ cần thiết để anh em nâng cấp cái bệ phóng. Đấy, còn nếu như mà anh em xui thì giống như mỡ này, đến thời điểm hiện tại chưa thấy cái con nào để nâng lên 2, chưa thấy Cyclops đâu cả. Mà Cyclops nó chỉ ra ở giai đoạn đầu game thôi, cho nên anh em nào mà chơi cái bộ cờ, những cái bộ cờ mà roll cờ lên nhanh thì lưu ý nhá, lấy đủ những cái con chỉ huy để tạo ra bệ phóng rồi hãng roll lên. Đó. Ok. Rồi. Cái game đấu này thì anh em thấy không? Vừa vào là mỡ đã có hai phương Bắc rồi. Ở meta này thì hình như là kích phương Bắc nhanh hơn thì phải, bởi vì nó có tới tận 4 con phương Bắc cơ. Nếu như mỡ nhớ không nhầm về cộng hưởng, đó chính là Freya, Franco, Ben, và kèm theo đó là cái vị tướng Aurora. Đấy, Aurora meta cờ này cũng đã được quay trở lại luôn rồi anh em ạ. Ok rồi, đây là bộ gì đấy? Ủa, bố này thì khô máu roll lên Layla 3 vãi nồi. Đặc nhiệm, đặc nhiệm meta cờ này cũng có sự thay đổi anh em nhá. Đó chính là đặc nhiệm ở meta cờ này thì nó vẫn triệu hồi ra cái đặc nhiệm và làm choáng toàn bản đồ. Nhưng có một cái vấn đề đó chính là nó sẽ không đưa cờ, không đưa những cái con cờ thuộc cộng hưởng đặc nhiệm vào trong cái con cỗ máy đặc nhiệm nữa. Anh em hiểu không? Cho nên đó là một cái lượt búp đến từ cái bộ đặc nhiệm này để giúp cho cái bộ cờ cộng hưởng đặc nhiệm nó sẽ trở nên khỏe hơn. Ảo quá nhở? Đúng là ảo Violet. Kinh quá anh em ạ. Ok, tầm này mới đến cái tên quái thứ hai thôi. Đó, cứ để đấy anh em nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ để cờ một chút xíu, đi tìm Zaz. Đi tìm mà bây giờ mỡ đang muốn tìm con Cyclops anh em ạ, nhưng mà mỡ tìm con Cyclops nó đang không ra. Không hiểu kiểu gì Cyclops nó không ra anh em ạ. Nhưng mà Zaz của mỡ lại ra khá nhiều. Ôi giời ơi, tinh linh dã thú khiếp, cắm đầu cắm cổ lên Mia 3 với cả Akai 3. Ôi, con Akai meta này cũng mạnh anh em ạ, bởi vì Akai nó gồng cái giáp lên nó đánh nó rất là lâu. Lấy Akai không phải là để gọi là nó gây đam, mà là lấy Akai là để nó chịu đam anh em ạ. Rồi để xem nào. Mũi thương vinh quang, đũa phép ánh sáng, thiết bị clock, đồ cùi thế. Cho tạm con Zaz cầm vậy anh em ạ. Up slot nhá. Tinh khí đấu sĩ sấm mà khi bắt đầu dịch chuyển đến chỗ trống. À, meta cờ này cũng có cái sự thay đổi, đó chính là anh em được roll tinh khí. Anh em thấy cục xúc sắc không? Roll này. Roll thử cho anh em xem nhá. Đó, meta cờ này nó đang có khá là nhiều những cái thứ thú vị. Đó, rồi ôi. Tinh khí đấu sĩ đất, tinh khí ngon nhất của vị trí đấu sĩ. Quá thơm, quá ngọt anh em ạ. Cầm cái tinh khí đấu sĩ đất thì cái con Freya của mỡ nó sẽ không bị khống chế anh em ạ. Mỡ roll đi. Mỡ có cảm giác là bây giờ, ôi, tôi đang định roll để tôi đi tìm con Cyclops nhưng mà nó lại ra Freya anh em ạ. Thế là mỡ vẫn chưa có Cyclops rồi. Như này thì mỡ vẫn chưa thể lên được thêm slot. Game này đen quá. À, lâu lắm rồi không chơi cờ mà bây giờ gọi là tự nhiên game chào một trận cờ trở lại bằng quả hơi đen. Zaz thì cá nhân mỡ đánh giá là cái con Zaz ở meta hiện tại nó đang khá là yếu. Zaz 1 sao mà anh em, nhưng vấn đề ở đây nó theo như mỡ đánh giá và theo như nhiều người đánh giá thì cái con Zaz nó là cái con một tướng 1 sao yếu nhất trong tất cả những cái con tướng 1 sao 1 vàng. Đấy, cho nên là cái con Zaz này nó chỉ được cái gọi là triệu hồi gọi đệ thôi. Anh em nhớ con Zaz ngày xưa không? Con Zaz ngày xưa hoài niệm vãi trưởng. Con Zaz ngày xưa là nó sẽ triệu hồi ra một cái thực thể bự ý, xong nó nhập vào nó xịt. Zaz ngày xưa mới phê, nhưng Zaz bây giờ là chỉ triệu hồi cho mình đó là cái chiêu 1 mà thôi anh em ạ.
Thôi dù gì đi chăng nữa thì rác nó cũng chỉ một vàng mà anh em, đòi hỏi làm gì. Ơ đẹp được này, á đủ hai con rác. Ok, à mỡ lấy được cái con Poponen Koopa về nhà để mà kích triệu hồi. Đấy thì khi mà đưa triệu hồi vào thì nó sẽ có khả năng roll ra ngẫu nhiên một trong số 4 con rác Poponen Koopa, Vexana cũng như là ngộ không. Mỡ không có ghi rõ tỷ lệ anh em ạ, nhưng mà mỡ có thể đoán áng áng được rằng là nó cũng sẽ có tỷ lệ đấy anh em ạ. Tỷ lệ ra giáp là cao, tỷ lệ đến sau đó đến Poponen Koopa, tiếp đến là Vexana và cuối cùng là ngộ không. Đấy, mỡ thấy có khá nhiều người dùng cái bộ cờ triệu hồi này để mà triệu hồi ra con ngộ không rồi. Đấy, nhưng mà với mỡ thì mỡ hên xui. Đấy, như trong trận đấu này mỡ còn bị tranh cái anh em kìa, phù thủy triệu pháp sư triệu hồi kìa. Ok, rồi để xem nó ra con gì nào. Ơ, lại vừa đẻ thêm con rát nữa đúng không? Đỏ, nó ra con rát cơ không ạ? Bèo và ai, thôi tầm này rát lên 3. Nhưng mà mỡ không biết là nếu như mà đã ra một con và lên 3 sao rồi thì liệu rằng cái bộ triệu hồi này nó có ra lại nữa không. Cái này mỡ không biết anh em ạ. Thôi không sao, chúng ta có gì chúng ta lấy được vậy. Một vài cũng là tiền anh em ạ. Vì thế cho nên là cái bộ đấu sĩ triệu hồi phương Bắc này nó cũng là một dạng hack tiền anh em ạ. Nó cũng là một dạng nó cũng là một dạng hack tiền. Bởi vì nếu như mà chúng ta không thấy thích những cái con triệu hồi mà chúng ta muốn, kiểu như là khi mà chúng ta đủ 3 con giáp mà nó lại ra giáp đi thì chúng ta cũng được vàng. Đấy, vì thế cho nên là nếu như mà có thể auto ra được những cái con như là ngộ không hay Vexana thì cái lượng vàng nó là rất nhiều. Đây rồi. Ô, sao cái bệ phóng của cái của mỡ ở trong cái trận đấu này nó buồn nẻ thế nhở? Quý bắp tê. Ôi, mãi chưa xong cái bệ phóng này, game này là đen á. Game này rất đen luôn. Mỡ đến cái turn hộ vận mệnh thứ hai rồi mà vẫn chưa xong cho mình đó là cái bọc phế. Cái này là bọc phế anh em ạ, chứ không phải là bệ phóng. Bệ phóng bình thường là nó ngon, nhưng mà nó phế bây giờ thì nó thành bọc phế rồi anh em ạ. Ok, bộ gì đây? Freya tốc biến ra đằng sau anh em này. Một thứ nhất nhá là chưa xong được bệ phóng nhá. Loại ra Poponen Koopa anh em kìa đó. Thứ hai là mỡ chưa có phương Bắc. Đấy, bình thường kiếm phương Bắc khá là dễ. Và thứ ba là mỡ chưa có đấu sĩ, chưa đủ đấu sĩ. Nên là game cờ này đang khá là đen. Không sao anh em ạ, vạn sự thì thường khởi đầu nan. Chúng ta đen thì sau này chúng ta mới đỏ được. Nhưng mà tơ này vẫn đang thua cái bộ long giáp. Long giáp ở meta này là bị nớp rồi. Long giáp meta này bị nớp rồi. Ây da, thanh niên này cũng cầm long giáp đất à? Long giáp đất thì cái con Lancelot nó sẽ không bị CC anh em ạ. Kỉnh quá nhỉ. lấy gì đây? Bên kìa, bên phương Bắc pháo thủ kìa. Lấy bên để kích phương Bắc nhỉ? Có nên lấy ông ta? Chắc là mỡ sẽ không lấy bên đâu, mà mỡ sẽ đi lấy cái ném mục tiêu ở gần. Cái này khá hay. Đôi khi chúng ta dùng cái này để giúp những cái vị tướng quan trọng của chúng ta thoát hiểm nhé anh em. Bởi vì là nó sẽ ném những cái mục tiêu ở gần chúng ta đi và nó cộng sát thương vật lý. Cộng thêm 150 sát thương vật lý hay sao ấy. Cho nên là mỡ sẽ đưa cho con Freya cầm. Roll này. Popon Koopa lấy về này. Roll này. À đây rồi, mãi mới ra anh em ạ. Mụa nấp kỹ thế. Ôi, vẫn còn Luigi nữa. Vẫn còn Luigi nữa anh em ạ. Mỡ chưa đưa được. Vẫn còn Luigi. Anh em thấy được mỡ được refund vàng không? Ồ, này, Luigi anh em nhìn này, 9 này. Đấy, anh em thấy mỡ được refund vàng chưa? Rồi, và bây giờ thì mỡ sẽ cho con Benedetta lên bục để nó tăng cờ anh em nhá. Sau đó nhét thêm một con nữa, đấy là cái con Zard vào. Bây giờ là thay vì mỡ có 6 slot cờ trên sân, mỡ sẽ có 7, anh em nhìn này. Đấy, thấy chưa? Cái dàn tanh là khá cứng. Cái tốc biến mà mỡ cầm cho cái con Freya nhá là nó sẽ không bị tấn công trong một khoảng thời gian đâu. Trong khoảng thời gian đầu mấy giây là nó sẽ không bị tấn công anh em ạ. Đó, ngon rồi. Ui, bộ này bộ kia bộ gì đấy? Bộ kia là bộ bộ kia là bộ xạ đông à? Mia cầm Wanwan cầm gì? Ồ, Wanwan cầm cái mà hiến tế đồng đội anh em ạ. Cứ mỗi một con đông vũ nào chết thì Wanwan sẽ được hồi máu với cả tăng giáp. Nhưng mà cho Wanwan cầm băng thạch làm cái gì thì không biết. Để cho mấy cái con lên đầu cầm chứ. Game này mà hơi đen. Không sao anh em ạ. Đôi khi chúng ta phải đen ở những cái trận đấu mở đầu thì sau này những cái trận cờ của chúng ta nó mới hấp dẫn và nó mới thú vị được. À đây. Đây rồi. Ui, bây giờ mới ra được đủ đấu sĩ anh em này. Bây giờ mới ra được đủ đấu sĩ. Ơ nhưng mà anh em có thể nhìn thấy là cờ, cái bộ triệu hồi đấu sĩ này của mỡ nó tăng cấp cờ rất là nhanh. Nếu anh em để ý kỹ nhá, cái bộ này nó tăng cấp cờ rất là nhanh. Đấy, bởi vì là đa phần những cái con cờ trong cái bộ này đều là thấp sao, kiểu như là Zard hay kiểu như là đó là cái vị tướng Matisse đồ các thứ các kiểu. Freya thì anh em không hy vọng vào cái việc kiếm Freya ngon đâu. Bởi vì Freya bây giờ, từ trước đến giờ đến nay nó vẫn vậy mà nó vẫn hiếm anh em ạ. Nó khó ra lắm. Rồi, ui dồi ôi,
bố này chơi quả bộ pháo pháo đặc nhiệm nhưng mà toàn cờ toàn trẻ con, có mỗi con lây la là mắc đồ đứng xa bắn, bắn đau phết anh em ạ. Nhưng mà bị kèo đến từ Franku rồi, ui bắt đầu quẹt đến từ Freya kìa. Nhưng mà Freya này quẹt hơi chậm anh em ạ. Freya thì anh em nhớ là cái bộ này nếu như mà có thể thì anh em nên build tốc đánh cho Freya, chứ còn Freya nhiều đam quá nó quẹt chậm mà không ăn thua anh em ạ. Tên này lại thua rồi, kinh quá nhở. Bộ cơ này ảo thật đấy, mỡ đánh thua hai phát rồi, khổ thân em Fanny vãi. Đang ăn thịt xiên nướng xong rồi bị cả đam vào mặt, thế là cuối cùng mất cả bữa thịt xiên nướng luôn. Người ta thường nói là trời đánh trắng miếng ăn anh em ạ. Tần 6 chắc là up đến 8 anh em nhỉ. Trận đấu này thì ô mỡ hack được vạch Sana này anh em này. Lúc nãy bộ triệu hồi có được cái con vạch Sana lúc nào không hay này. Thật ra nếu anh em nào mà chơi cái bộ cờ này mà đỏ hơn mỡ ấy, thì anh em sẽ có thể tìm được cái con vạch Sana từ sớm. Thậm chí là anh em có thể tìm được con ngộ không ngộ khiết các thứ các kiểu cơ. Nhưng mà cái round này mỡ thấy mình hơi đen khi mà toàn ra nào là Zap với cả nào là ra Popolin Koopa. Đấy nó lại ra Popolin Koopa kìa anh em kìa, đen vãi ỏ. Ngộ không đâu không thấy, vạch Sana thì thấy rồi nhưng mà kiểu ngộ không đâu không thấy. Hải thần chiến kích, gươm hoàng kim, quyền trượng mùa đông, phá lê giác đấu, chiến dư berserker. Game này chắc cầm chiến dìu, giác đấu chả cần làm gì cả, cầm hải thần chiến kích vào, up slot lên. Cái gì đây, triệu hồi à? Khi bắt đầu lượt đầu nếu đồng minh xung quanh 8 ô, lấy cái này luôn nhá, không cần phải roll tinh khí đâu anh em ạ. Cái này nếu như mà lát nữa chúng ta có ngộ không thì chúng ta sẽ lấy ngộ không đưa vào. Cờ cảm giác nó cứ xui xui như nào nhỉ. Mỡ bây giờ mới xong được ồ đây rồi anh em ơi, hiếm vãi ỏ, thề với anh em luôn, tìm cái con Aurora này hiếm mới nổi. Đấy, nó lại thành cái bộ cờ phương Bắc đấu sĩ ngày xưa đấy. Phương Bắc đấu sĩ ngày xưa là có con Freya đấy anh em. À quên mất, có con Aurora đấy. Rồi tân sau mỡ sẽ up slot lên để mà mỡ đưa tiếp triệu hồi vào anh em nhá. Để mà cho kích cái triệu hồi vào, bỏ tạo con này ra góc đi. Thì tí nữa có triệu hồi thì nó sẽ được tạo giáp ảo. Xếp lại cờ một tí này. Trận này không biết được top mấy, cờ đen quá anh em ạ. Trận này chắc top 8 nhỉ. Ô lại Popolin Koopa anh em kìa, Popolin hoài. Ừ, con Freya đang quẹt được anh em ạ. Con Freya quẹt được 6 đấu sĩ rồi mà. 6 đấu sĩ thì nó kích được cái miễn khống chế, nên quẹt khá ngon. Rồi. Nhưng mà bộ cờ này trông thế thôi chứ nhiều động vật vãi hò anh em ạ. Thề bộ này thành bộ sở thú luôn rồi. Bộ này là lấy số đè lượng ấy anh em ạ. Nào là thực thể của Zap này, nào là sói của Popolin Koopa này. Xong rồi về late game lại là 4 con khỉ, khỉ phân ra 2 con này. Ui dồi, đúng là bộ triệu hồi của khác anh em ạ. Ơ sao còn vạch Sana nữa, tôi quên. Còn vạch Sana nữa. Bộ triệu hồi đúng là triệu hồi anh em ạ. Up slot luôn nhá. Cho vạch Sana vào để kích được cái cộng hưởng tối đa của cái bộ triệu hồi. Đấy anh em thấy không? Tăng 135% sát thương đến từ đơn vị bởi tới triệu hồi. Tức là như thế nào? Tức là cái con thực thể mà con Zap tạo ra là nó sẽ được tăng thêm 135% sát thương. Cái con Golem, cái con Lord mà cái con vạch Sana tạo ra cũng được tăng 135% sát thương. Và cái con sói Popolin Koopa tạo ra cũng được tăng thêm 135% sát thương. Đấy, đấy là cái cơ chế của bộ triệu hồi. Thật ra là đấy, đây là cái bộ cờ mà mỡ nghĩ là mỡ đã có thể trộm vía may quá. Hôm nay cờ đen nhưng mà về cơ bản vẫn rất là may mắn khi mà mỡ cũng đã có đủ cho mình. Đó là cái bộ bộ cờ mà mỡ muốn chia sẻ đến cho hai game. Cái bộ cờ rất là thú vị ở meta hiện tại. Đấy, vạch Sana trước khi chết thả con thực thể đâu ạ. Ui, vẫn thả được kìa. Ô, cái animation thả thực thể của vạch Sana tốt phết nhở. Kiểu chân chết rồi nhưng mà nó vẫn thả được con thực thể. Ui, anh em nhìn con Lancelot kìa. Mé con Lancelot 2 nó cầm cái kiếm chặn ông, nó chém mãi mà không mất kinh màu đấy từ cái con Zap luôn. Nhìn thương vãi ò. Đây rồi, ô, game này top 10 đây anh em. Ô, 1, 2, 3, top 4 thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Bộ cờ cùi bắp nhưng vẫn top 4 được anh em ạ. Không thể tin nổi, vâng, thật không thể tin nổi. Ui, Popolin Koopa mỡ lấy gần lên 3 rồi anh em ạ. Nhưng mà không thấy có một con khỉ nào cả. Bộ cờ này mỡ đen như cờ hó vậy. Không biết anh em nào có đen giống mỡ không. Nếu có thì xem xong video clip này nhớ để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh game nhá. Đen quá thì nhiều khi chơi cũng chầm kẻm. Đôi khi chơi cái bộ này thề với anh em, bây giờ cái meta cờ nó nặng về nhân phẩm cực kỳ luôn. Anh em biết sao không? Bởi vì bây giờ nhá, thứ nhất nặng về nhân phẩm ở những cái kiểu triệu hồi đấy. Anh em nhìn cái bộ triệu hồi ấy đi, bình thường là nó toàn phải ra ngộ không ngộ khiết các thứ các kiểu, bây giờ toàn ra mấy con ít tiền vạch Sana, Popolin Koopa với cả Zap.
ấy. Nhưng mà mỡ có để ý là không thể nó ra rát nữa rồi, rát mỡ lên 3 là không thể nó ra rát nữa rồi đấy. Anh em thấy không? Ok, đây là bộ gì đây? Bộ này là bộ đặc nhiệm phương Bắc. Đặc nhiệm phương Bắc anh em ạ. Nhưng mà lại nòng cốt là Layla thì không ăn thua. Úi dồi ôi, mỡ thì không có đặc nhiệm nhưng mỡ có triệu hồi với cả phương Bắc anh em ạ. Đông vẽ ồ. Đông điếu chịu được, hay quá, top 3 rồi. Đấy, và một cái hên xui thứ hai đó là cái cộng hưởng tinh khí. Bây giờ cứ đứa nào có cộng hưởng tinh khí ngon là đứa đấy win, tỷ lệ win rất cao. Đấy, mỡ mấy trận mỡ chơi mỡ khá là ấm ức khi mà bộ cờ của mỡ rất mạnh nhưng mà bộ cờ của team bạn nó có tinh khí ngon. Nên là mỡ thua anh em ạ. Cày vãi. Lấy gì đây? Tăng sức chứa đi, tăng sức chứa để mà nếu mà có thể thì lên chiến đấu sĩ. Đấy. Thanh niên Quang Sô này chắc chả biết lấy cái gì nữa rồi. À, lấy giáp gai à? Mà tầm này lấy giáp gai thì ăn thua gì? Bây giờ lấy slot nó mới thay đổi được cục diện của trận đấu chứ lấy giáp gai thì ăn thua gì? Ui, Poco lên 3 góc này, phải nổi. Thề luôn, nó toàn lên 3 mấy cái con linh tai anh tinh game ạ. Nhìn nhiều khi cọc thật sự luôn, giáp 3, Popo, Kupa 3. Đấy, cái bộ cờ này trông thì thế thôi nhưng có vẻ lên cờ khá là nhanh. Nhưng mà tuyệt nhiên là không thấy Ngộ Không đâu cả. Thế nó mới buồn cười. Tuyệt nhiên không thấy thằng Ngộ Không đâu cả. Mấy tên rồi anh em ạ. Nhưng mà không thấy thằng Ngộ Không đâu cả. Bộ này bộ gì đấy? Thằng nào xếp trên? Ui dồi ôi. Thằng này để con giáp 3. Triệu hồi à? À, triệu hồi pháp sư. À, hình như là chưa lên pháp sư 6 đúng không? Đây, đây là tinh linh dã thú. Tinh linh dã thú à? Tinh linh dã thú. Ui, nhưng mà mỡ có hải thần chiến kích nên là tinh linh dã thú này không ăn thua. Ui dồi ôi, tinh linh dã thú này không ăn thua. Ui, mỡ đông lắm anh em ạ. Mỡ là có chó này, có thực thể này, rồi thì lại còn có cả triệu hồi của giáp. Ui dồi ôi, sở thú anh em ơi. Dồi ôi, đông quá anh em ạ. Ôi dồi ôi, tầm này là đi bội đến từ tinh linh dã thú rồi. Hư. Dồi ôi, 33 máu. Bộ cờ này thì đi quét những cái bộ cờ nhỏ nhỏ lẻ lẻ thì ngon. Đấy. Đấy rồi, Bạch Sana lên 2. Ở tầm này chắc là thằng Quang Su kia thì cũng đi bụi rồi anh em ạ. Quang Su này thì cũng bay màu luôn rồi. Rôn thử xem ra gì không? Chắc tuần sau cụ cậu đi bụi luôn rồi. Tiếc là cái gì nữa, Bạch Sana lấy vào. Ôi, con này lên đúng không? Thì cho thêm con Bạch Sana vào để mà kích cái thả thực thể. Úi số ơi, bố Quang Su này thì... Ôi, game này top 1 rồi anh em ạ. Ui, trộm vía. Đấy anh em thấy không? May mắn nó cũng làm cái thực lực để giúp mỡ top 1 mà. Mỡ nói thật với anh em là cái bộ cờ này mà gặp phải mấy cái bộ cờ nó mạnh hơn là không ăn được đâu. Đấy, bởi vì Freya này tốc đánh chậm quá. Freya tốc đánh chậm quá anh em ạ. Nhưng mà trộm vía đằng sau nó thả thực thể với cả nó thả cái con golem thì nhiều quá. Cho nên là team nó không ăn được. Gọi chó hay gọi thực thể đồ các thứ kiểu thả golem này. Ui ôi, nó thả cho kìa. Ui, kiếp bàn cờ, nhìn đâu cũng thấy cờ nhà mình. Và thôi, như thế này thì bạn đi bội. Hứ. Vâng, trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em. Chắc chắn trong thời gian tới mỡ sẽ làm thêm nhiều những cái video clip này để anh em có thể có được cho mình một cái góc nhìn tổng quan về các bộ cờ anh em nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em sau. Peace, nhớ để lại cho mỡ một like đăng ký kênh đấy.